Nhìn vào chiếc máy này thì các bạn sẽ không nghĩ là nó có thể giặt được 9,5kg quần áo đúng không? Đó là nhờ vào công nghệ của nhà Awa. Tuy là lồng giặt to nhưng về tổng thể kích thước á, thì nó sẽ nhỏ hơn so với những dòng máy có cùng khối lượng giặt. Từ đó sẽ tiết kiệm được diện tích nhà cửa hơn. Máy giặt đã trở thành một thứ quá quen thuộc trong cuộc sống hiện đại rồi. Tuy nhiên trong quá trình mà chúng ta lựa chọn máy giặt á, thì không ít bạn sẽ trải qua cảm giác là phân vân, không biết lựa chọn loại máy giặt nào cho phù hợp. Nếu như mà chúng ta đang cần tìm một chiếc máy để sử dụng cho gia đình từ 5 đến 7 người mà phải tiết kiệm được diện tích và đầy đủ các tính năng như là giặt nhanh, giặt hơi nước thì đừng bỏ qua video này nha. Sản phẩm mình giới thiệu đến các bạn hôm nay thuộc thương hiệu Awa, có khối lượng giặt 9,5kg. Awa là thương hiệu Nhật được rất nhiều người ưa chuộng vì giá thành không quá cao nhưng sản phẩm bền bỉ và chất lượng. Máy giặt chắc hẳn không phải là một sản phẩm để decor rồi. Tuy nhiên nếu như có một thiết kế đẹp thì nó cũng là một điểm cộng để giúp tôn lên không gian nhà cửa của bạn. Và chiếc máy giặt Awa này có tông màu đen rất huyền bí và sang trọng. Màu này thì không kén không gian, bạn đặt vào đâu cũng tiện mà vẫn hài hòa. Về lâu dài thì màu đen cũng sẽ ít bám bẩn, ít lộ vết trầy xước hơn so với những màu khác. Đây là loại máy giặt lồng ngang và đến bây giờ thì nhiều bạn sẽ vẫn còn thắc mắc là không biết nên chọn máy giặt lồng ngang hay là lồng đứng, nên mình sẽ so sánh nhanh cho các bạn nha. Máy giặt lồng ngang á thì nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm nước nhiều hơn. Bên cạnh đó là trong quá trình giặt á thì nó cũng sẽ giúp hạn chế quần áo bị vặn xoắn. Cửa của máy giặt lồng ngang á thì nó vừa tầm như thế này và cũng sẽ giúp cho mình dễ bỏ đồ vào và lấy đồ ra. Còn với máy giặt lồng đứng á thì khi mình muốn bỏ đồ vào á thì mình sẽ bỏ đồ bên dưới, sau đó mình ngồi xuống và đứng lên rồi mới mở cửa ra bỏ đồ vào. Còn với cửa của máy giặt lồng ngang á thì chúng ta đặt giữa đồ ở đây và chúng ta ngồi vào và bỏ đồ vào thôi, và khi lấy ra thì mình cũng không cần phải vớ xuống để lấy nữa, rất là đơn giản luôn. Và chiếc cửa này thì có thiết kế trong suốt với tay cầm được làm âm vào trong, tạo cảm giác liền mạch khi nhìn từ bên ngoài vào. Hơn nữa, thiết kế trong suốt sẽ giúp bạn dễ quan sát đồ đạc bên trong hơn, lỡ mà có để quên thứ gì hoặc thú cưng chui vào máy á, thì còn phát hiện kịp. Tuy nhiên, chiếc cửa này thì được làm bằng kính chịu lực một lớp. Khi bạn giặt bằng các chu trình hơi nước thì chắc chắn bề mặt sẽ nóng lên. Độ nóng cũng hơi cao nên mọi người cẩn thận hạn chế chạm tay vào đây nha. Máy này thì có khối lượng giặt là 9,5kg, tương đương cho gia đình từ 5 đến 7 người sử dụng thoải mái. Và chắc chắn các bạn cũng thấy được so với khối lượng giặt này á thì tổng thể máy có kích thước nhỏ gọn. Đây chính là một trong những điểm cộng của sản phẩm. Lý do mà máy nhỏ gọn vẫn có thể giặt nhiều quần áo hơn so với các dòng sản phẩm cùng kích thước là nhờ công nghệ lồng giặt 525mm của Awa. Công nghệ này sẽ giúp sức chứa của thùng giặt tăng thêm 13%, nhưng khoảng cách giữa lồng giặt với khuôn máy được giảm xuống, từ đó tổng kích thước của máy giảm đáng kể. Trên thực tế thì khi nhìn vào lồng, bề rộng của lồng khá là hẹp. Tuy nhiên, mình vẫn có thể để vừa 9kg quần áo vào trong, hoặc thậm chí nếu giặt thú nhồi bông cỡ lớn một xíu thì vẫn đựng vừa. Lồng giặt to thì có công dụng gì ta? Chẳng lẽ là chỉ giúp giặt thêm quần áo thôi sao? Thực ra là không hẳn như vậy đâu. Lồng giặt to như thế này sẽ giúp cho quần áo của bạn được giảm xoắn rối và giặt sạch hiệu quả hơn. Khi mà diện tích lồng to thì khoảng cách quần áo cũng rộng rãi hơn nên sẽ giảm rối quần áo nè. Bên cạnh đó là diện tích lớn như thế này cũng sẽ tạo ra một lực quay rất là mạnh mẽ, đánh bay các vết bẩn. Và để kiểm tra xem là quần áo có thực sự là sạch và giảm xoắn rối hay không thì các bạn hãy đợi đến phần trải nghiệm các bạn nhé. Bên cạnh việc lồng giặt to thì bên trong lồng giặt cũng là thiết kế dạng gối. Thiết kế này sẽ bo tròn với các mặt tiếp xúc của vải vóc với lồng giặt, từ đó bảo vệ quần áo bền bỉ hơn. Bảo vệ quần áo thì không chỉ phụ thuộc vào vấn đề thiết kế của lồng giặt mà nó còn phụ thuộc vào các chương trình giặt mà bạn chọn, rồi các chỉ số đi kèm như là tốc độ vắt hay là nhiệt độ nước. Và bây giờ hãy cùng mình nghĩ qua bảng điều khiển để xem các chỉ số đó nha. Trước tiên là mình phải dành một lời khen là bảng điều khiển này rất là lạ mắt. Cụ thể, thay vì núm xoay nằm giữa, bảng hiển thị nằm bên phải như đa số các mẫu máy giặt khác, thì chiếc sản phẩm này lại đảo chiều hai vị trí trên.
Việc đảo chiều này thì sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng nên các bạn cứ yên tâm nha. Trên núm vặn này các bạn có thể chọn một trong 14 chương trình giặt tích hợp trong máy. Các chương trình này thì đều được việt hóa rất dễ hiểu. Sau khi chọn chu trình, bên phía màn hình hiển thị sẽ hiển thị thời gian chờ cho mỗi chu trình giặt. Theo mình trải nghiệm thì thời gian máy đưa ra có thể chênh lệch vài phút chứ không hoàn toàn chính xác. Nếu như mà bạn cần giặt một mẻ đồ thì chúng ta có thể hẹn giờ làm sao đến khi mình quay trở về nhà thì mẻ đồ đó đã giặt xong. Ví dụ bạn cần đi ra ngoài lúc 5 giờ chiều và dự kiến về nhà lúc 9 giờ tối, mẻ đồ giặt mất 1 giờ thì hãy hẹn máy giặt sau 3 tiếng. Lúc về là quần áo đã giặt xong, hạn chế bị ủ mùi vì để quá lâu trong lòng giặt. Bên cạnh việc theo dõi thời gian thì bạn có thể thay đổi các thông số khác, ví dụ như là tốc độ vắt, nhiệt độ nước như mình nói ở trên. Nếu như mà bạn cứ mặc định tốc độ vắt và nhiệt độ nước á, thì vải vóc sẽ rất là nhanh sờn luôn. Thay vào đó chúng ta nên điều chỉnh các mức này. Và chiếc máy này của nhà Awa cho phép chỉnh nhiệt độ từ 20 đến 90 độ C, tốc độ vắt từ 400 đến 1400 vòng. Và tùy vào chương trình bạn chọn thì các chỉ số này sẽ có giới hạn khác nhau. Và nếu gia đình bạn có người lớn hoặc trẻ em có làn da nhạy cảm, muốn quần áo được giặt sạch mọi bụi bẩn thì đừng quên thêm tính năng giặt hơi nước. Các chương trình có thể giặt hơi nước sẽ có ký hiệu cái áo màu xanh này. Và một điều làm cho mình rất hài lòng với chiếc máy này đó chính là nó được trang bị động cơ BLDC inverter giúp cho máy hoạt động rất là êm ái. Dù mình vắt ở tốc độ 1400 vòng thì máy cũng không hề rung lắc nhiều. Sau khi vắt, quần áo ráo hẳn nước nên chỉ cần phơi nắng nhẹ hoặc sấy 30 phút là xong. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu hơn nữa thì mình sẽ trải nghiệm ngay với chiếc máy này. Mình sẽ chọn một chương trình giặt nào đó để cho các bạn xem thử nha. Và đương nhiên mình sẽ không quên đo điện và đo nước, những chỉ số mà các bạn sẽ rất quan tâm khi mua các sản phẩm điện gia dụng. Đầu tiên mình cho nước giặt vừa đủ vào trong chiếc hộp đựng chất giặt xả này. Chiếc máy này không có công nghệ tự đông nước giặt xả nên các bạn hãy dùng một lượng phù hợp nha. Mình sẽ chọn chế độ giặt tiêu chuẩn và chọn thêm tính năng giặt hơi nước. Cùng theo dõi thông số điện nước hiển thị trên màn hình nha mọi người. Và mẻ đồ của mình sau khi được giặt hơi nước thì cảm giác vết bẩn được làm sạch rất là tốt. Chất vải không bị cảm giác thô ráp sau khi vắt ở tốc độ cao. Nước giặt xả cũng được làm sạch triệt để, không còn bị đọng lại trên quần áo. Về lượng tiêu thụ điện năng thì nhờ vào việc được trang bị công nghệ inverter thì chiếc máy này chỉ tiêu thụ đâu đó là 2.300 đồng cho một mẻ giặt là 7kg quần áo. Nếu mà chia ra cho hàng tháng thì chỉ đâu đó là khoảng 35.000 đồng nếu như mình đặt cách ngày, rất là tiết kiệm luôn. Giặt hơi nước thì mình sẽ sử dụng khi quần áo quá dơ. Vậy nếu như quần áo không dơ quá mà muốn tiết kiệm nước thì mình chọn chương trình nào ta? Giải pháp sẽ là chương trình giặt nhanh 15 phút, vừa tiết kiệm điện nước lại còn nhanh nữa. Sau 15 phút giặt nhanh thì hãy cùng mình kiểm tra nha. Rồi, mình sẽ kiểm tra các vết bẩn trên áo coi có còn không nha. Phía sau rồi phía trước, mình thấy đều đã được đánh tan các vết bẩn rồi nha các bạn. Và khi mình lấy tay sờ trên cái sợi vải á thì mình thấy là chất giặt cũng không có bị đọng lên áo. Nhưng mà nếu như bây giờ mình muốn giặt nhanh mà vẫn bảo vệ được sợi vải và có thể tiêu diệt được vi khuẩn thì có chương trình nào không ta? Đương nhiên là có, và đó là chương trình Refresh. Mình khá là bất ngờ vì chương trình này dùng nước ấm để giặt nhưng lại chỉ tốn đâu đó 18 phút thôi. Sau khi giặt, quần áo có độ ấm ấm nên cảm giác rất là sạch luôn, đúng với tên gọi Refresh của chương trình. Đặc biệt mấy em thú nhồi bông giặt xong sạch sẽ tinh tươm, vải thì không hề bị tróc xù nhiều, nhìn y như mới. Nhà nào có em bé thì có thể sử dụng chương trình này giặt thú nhồi bông, vừa có thể giặt sạch sẽ vừa hạn chế làm bong lông sợi vải. Và đó là trải nghiệm của mình về chiếc máy giặt Awa với khối lượng giặt lên đến 9.5kg. Về tổng quan thì mình thấy đây là một chiếc máy có giá thành không quá cao đâu, nhưng được trang bị rất là đầy đủ các tính năng và công nghệ để mình có thể trải nghiệm nha. Với việc lòng giặt to nhưng tổng thể kích thước nhỏ sẽ giúp tiết kiệm diện tích, có thêm tính năng giặt hơi nước, giặt nước ấm tiêu diệt vi khuẩn thì đây sẽ là sản phẩm phù hợp cho các gia đình có nhiều thế hệ sống cùng nhau, có người lớn tuổi lẫn trẻ em. Thông tin chi tiết của sản phẩm cũng như là giá bán thì mình sẽ đính kèm ở trong đường link ở phần mô tả. Và các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh Điện Máy Xanh nha. Còn bây giờ Phi Học xin chào và hẹn gặp lại.